Sau khi xong việc bà Trương trở về Lâm gia báo cáo với Phùng Tiêm Tiêm, lão thái thái nhà họ Lâm đã nhờ thư ký Trương thay thế nhật ký của gia chủ, việc đã được hoàn tất. Phùng Tiêm Tiêm hài lòng mỉm cười khen bà Trương làm rất tốt, bà cứ yên tâm, khi tôi trở thành người nhà họ Lâm, tôi đảm bảo bà sẽ có những ngày tháng tốt đẹp. Đồng thời ở tập đoàn Lâm Thị, Lâm Cẩm Thành đang xử lý công vụ, thư ký Trương đứng ở phía sau nhớ tới lời dặn dò của bà Lâm, hắn thấp giọng nói tổng giám đốc Lâm, gần nửa tháng anh chưa về nhà. Nghe vậy, trong mắt Lâm Cẩm Thành tràn đầy tự giễu, nhà sao? Nơi lạnh lẽo và vô tình đó có thực sự được gọi là nhà không? Lâm Cẩm Thành ấn vào thái dương, cảm thấy đầu có chút đau nhức, trong đầu hắn tựa hồ có thứ gì đó quan trọng đang dần rời xa hắn. Nhìn thấy hắn như vậy, thư ký Trương tim đập thình thịch, trong mắt hiện lên vẻ áy náy, tổng giám đốc Lâm, có cần đưa ngài đến viện dưỡng lão không? Vẻ mặt Lâm Cẩm Thành đầy thống khổ, tôi lại không nhớ được mẹ của A Trạch, bà ấy là ai? Tôi không thể nhớ ra hình dáng của bà ấy. Thư ký Trương hít một hơi thật sâu nói tổng giám đốc Lâm, trong két sắt có nhật ký của ngài, ngài xem qua là sẽ nhớ ra mọi thứ thôi. Giây tiếp theo Lâm Cẩm Thành lấy cuốn nhật ký ra, tay hắn run rẩy lẩm bẩm mẹ của A Trạch, tôi không thể quên bà ấy, tôi không thể quên. Phùng Thiến Hoa là mẹ của Lâm Trạch, tôi phải luôn nhớ đến tình yêu dành cho Phùng Thiến Hoa. Lâm Cẩm Thành nhìn thư ký Trương, mẹ của A Trạch là Phùng Thiến Hoa sao? Vậy tại sao Phùng Tiêm Tiêm lại mang họ Phùng? Thư ký Trương nói tổng giám đốc Lâm, Tiêm Tiêm mang họ của mẹ. Lâm Cẩm Thành trên mặt tràn đầy thống khổ, Phùng Thiến Hoa là người phụ nữ tôi yêu sâu đậm ư? Nhưng tôi cảm thấy mình không có tình cảm với Phùng Thiến Hoa, người trong ký ức của tôi là Phùng Thiến Hoa sao? Lâm Cẩm Thành ngồi trên ghế cầm cuốn sổ trong tay, vẻ mặt trống rỗng, tôi không nhớ, tôi không thể nhớ ra được, có gì đó không đúng, hắn cảm giác đầu óc mình sắp nổ tung và ngất xỉu. Thư ký hốt hoảng gọi tổng giám đốc Lâm. Bà Lâm nghe tin cũng nhanh chóng tới viện dưỡng lão, sau khi thăm khám bác sĩ nói tình trạng của tổng giám đốc Lâm rất tệ, bác sĩ dặn phải tĩnh dưỡng một thời gian. Bà Lâm tức giận chỉ vì thấy một cái tên khác trong nhật ký, mà nó đã làm như sắp chết, thật là làm tôi tức chết. Bà Lâm vào phòng bệnh nói với hắn, Cẩm Thành, con nói với ta khi nào thì con định giải quyết chuyện với Thiến Hoa. Lâm Cẩm Thành không nhớ được ký ức nào, rất hoang mang nghi ngờ nhìn mẹ của A Trạch thực sự là Thiến Hoa sao? Bà Lâm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, con còn không rõ người trong lòng mình là ai sao? Thiến Hoa đã chăm sóc cho cả gia đình chúng ta bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ trong lòng con không có chút cảm giác nào sao? Lâm Cẩm Thành có chút bối rối, nhưng con luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn, có gì đó không đúng. Trước khi đi bà Lâm bỏ lại một câu, ta đã nhờ thầy bói tính toán ngày 18 tháng này rất tốt, ta quyết định sẽ giải quyết chuyện giữa con và Thiến Hoa trước. Trong lúc nhất thời, Lâm Cẩm Thành lâm vào trầm tư, đầu lại đau rồi, người phụ nữ tôi yêu sâu đậm là Phùng Thiến Hoa có phải không? Nếu không thì là ai đây? Trở về Lâm gia, bà Lâm bắt đầu sắp xếp sự kiện vui vẻ vào ngày 18, bà phải nhanh chóng giải quyết mớ hỗn độn, và giải quyết sự việc trong khi con trai đang ngơ ngác. Lâm Trạch vừa về nhà liền cảm thấy có gì đó không ổn, mọi người đều bận rộn, quản gia, trong nhà có chuyện gì xảy ra vậy? Người quản gia ngập ngừng cân nhắc rồi trả lời, cậu chủ nhỏ, lão thái thái không nói với cậu sao? Gia chủ sắp đính hôn với cô Phùng. Sắc mặt Lâm Trạch tái nhợt, cái gì? Lâm Trạch đột nhiên la lớn, ba tôi chưa tìm được mẹ tôi, làm sao ông ấy có thể lấy người khác? Ba tôi biết chuyện này không? Quản gia có chút xấu hổ không biết trả lời Lâm Trạch thế nào. Giọng nói của bà Lâm vang lên từ phía sau, chuyện hôn nhân đại sự chẳng lẽ ta có thể ép buộc ba con sao? Bà Lâm sắc mặt lạnh lùng tức giận mắng A Trạch, ta biết con nhớ mẹ của con, nhưng người phụ nữ đó đã sớm bỏ đi với người đàn ông khác, rồi. Lâm Trạch lúc này hai mắt đỏ bừng, hắn căn bản không khống chế được cảm xúc trong cơ thể, mẹ con không phải là người đàn bà hèn hạ. Nói xong, Lâm Trạch quay người bỏ chạy, quản gia lo lắng gọi thiếu gia. Bà Lâm rất tức giận nói cứ để nó đi, đúng là một đứa trẻ không biết điều, đợi đến khi Cẩm Thành và Thiến Hoa kết hôn, dù nó không muốn thì nó cũng chỉ có thể chấp nhận sự thật. Trưa ngày hôm sau, Lâm Trạch đúng giờ đã đến địa điểm đã thỏa thuận. Tôi đã hẹn hacker Jack gặp ở đỉnh tấm cạnh bên hồ trong công viên giữa thành phố. Lâm Trạch sửng sốt nhìn bạn học Diệp Trước, hắn không ngờ gặp Diệp Trước ở đây. Nhìn thấy Lâm Trạch, Diệp Trước cũng sửng sốt, xin chào, VK đã nói với tôi rồi. Hả? Cái gì? VK đã nói với bạn? Khoan đã, chẳng lẽ bạn chính là hacker Jack? Diệp Trước khẽ gật đầu đưa tay ra, là tôi đây, đưa máy tính cho tôi. Lâm Trạch gật đầu, từ trong túi sách lấy ra laptop, mời. VK đã giúp tôi kết nối với hệ thống nội bộ của két sắt, tôi đã thử ngày sinh của tôi, của bố tôi và của bà nội nhưng đều không phải mật khẩu đúng, tôi đã hết cách rồi. Sau khi Diệp Trước nhận máy tính liền bắt đầu bẻ khóa, 5 phút sau cô nói xong rồi, Lâm Trạch kinh ngạc nhìn cô, nhanh vậy sao? Cảm ơn bạn, Diệp Trước, bạn đã giúp tôi một việc lớn đó, khi nào bạn có thời gian tôi sẽ mời bạn một bữa đại tiệc. Diệp Trước mỉm cười đồng ý, Lâm Trạch rất nóng lòng muốn tìm mẹ liền đứng dậy cười nói tôi phải nhanh chóng, về xử lý két sắt. Tôi đi trước đây. Diệp Trác đưa tay chào tạm biệt, sau khi Lâm Trạch rời đi, cô nhướng mày cảm thấy có chút kỳ quái, mật khẩu két sắt là ngày sinh của mẹ, đó có phải là trùng hợp không? Trở lại Lâm gia, Lâm Trạch đi lên lầu lén lút vào phòng của Lâm Cẩm Thành. Hắn hít một hơi thật sâu, đi đến két sắt và nhập mật khẩu từng số 1. Lúc này, tay Lâm Trạch run rẩy, Cạch tiếng kêu vang lên, cánh cửa két sắt an toàn mở ra. Hắn kinh ngạc nhìn két sắt được bảo vệ nghiêm ngặt như vậy, bên trong chỉ có một bức thư. Diệp Thư, thời gian này mẹ anh luôn giữ anh trong nhà không cho ra ngoài, nhưng em yên tâm, anh sẽ sớm thuyết phục mẹ để bà ấy đồng ý cho chúng ta. Em ở Vân Kinh vẫn ổn chứ? Con có quấy khóc không? Có ngoan không? Anh đã nhờ người gửi tiền cho em đã nhận được chưa? Xin lỗi, vào lúc em cần có người bên cạnh nhất, anh lại không thể ở bên cạnh. Anh đã nghĩ kỹ rồi, nếu mẹ anh vẫn không đồng ý, anh sẽ dẫn em và con rời đi thật xa để họ không bao giờ tìm thấy chúng ta. Yêu em, Thành. Đọc xong Lâm Trạch kinh ngạc, bức thư này tại sao lại được giữ trong két sắt, chẳng nhẽ chưa kịp gửi đi, Diệp Thư nhất định là mẹ tôi. Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì, bà nói trong thư rằng sẽ dẫn mẹ tôi rời đi thật xa, tại sao lại không thực hiện? Mẹ có biết sự tồn tại của tôi không? Tại sao bao nhiêu năm nay mẹ chưa từng tìm tôi? Một lúc lâu sau, tâm trạng của Lâm Trạch mới dần ổn định lại, anh phải tìm ba hỏi cho rõ ràng. Lâm Trạch đi tới viện dưỡng lão nhưng Lâm Cẩm Thành lại không có ở trong phòng bệnh. Cậu chủ nhỏ, sao cậu lại đến đây? Lâm Trạch nhìn vệ sĩ, chú Trần, ba cháu đâu? Vệ sĩ nói tổng giám đốc Lâm đang ở cùng cô Phùng. Cùng Phùng Thiến Hoa ư? Lâm Trạch khẽ cau mày, lấy điện thoại di động ra gọi cho Lâm Cẩm Thành, ba đang ở đâu? Bên kia Phùng Thiến Hoa nhấc máy nói ba cháu đang bận. Lâm Trạch sửng sốt, tại sao bà lại nghe điện thoại? Để ba tôi nghe điện thoại. Phùng Thiến Hoa cố ý nói một cách mơ hồ, tôi đã nói rồi, ba cháu đang bận đừng gọi điện thoại nữa, ba cháu ngày 18 sẽ về. Lúc Lâm Trạch còn muốn nói thêm điều gì, Phùng Thiên Hoa đã cúp điện thoại, đến ngày 18 thì mọi thứ đã muộn rồi, Lâm Trạch phải làm sao đây? Chuyển cảnh, Diệp Thư lo lắng rằng Diệp Trước không thích nghi được đã thuê một căn hộ ở Kinh Thành để ở cùng con một thời gian. Nghe tiếng chuông cửa bà bước tới mở cửa phòng, nhìn thấy con gái bà quan tâm hỏi Diệp Trước ở trường có ổn không? Diệp Trác nhìn Diệp Thư, do dự một chút rồi nói mẹ có thể kể cho con nghe về ba con được không? Chuyện ngày hôm nay khiến cô tò mò về từ ba mình, nghe con gái hỏi Diệp Thư sừng sốt,